Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Yamaha NVX 2021 chính thức ra mắt ở Malaysia với một mức giá cực kỳ chua chát. Cái chiếc NVX 2021 là một cái chiếc xe vừa mới được Yamaha Malaysia ra mắt sau khi giới thiệu xong cái siêu phẩm là i16 ZR. Cái chiếc xe này sở hữu rất nhiều trang bị tối tân, y hệt giống như phiên bản là NVX 2021 ở Việt Nam, nhưng nó được bán ở thị trường Malaysia với mức giá đắt hơn rất nhiều. Cái chiếc NVX 2021 tại Malaysia sẽ có mặt ngoại hình cũng tương đồng với phiên bản đang bán chính hãng ở Việt Nam. Cái mẫu xe này ứng dụng cho mình công nghệ hệ thống cái đèn lái dạng LED. Thì sẽ đem cho ánh sáng là cực kỳ mạnh mẽ, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu di chuyển ở trong đô thị. Ở trên hệ thống đèn lái còn có thêm một cái dãy đèn định vị ban ngày, vừa thẩm mỹ mà còn giúp cho người đường dễ dàng nhận diện chiếc xe hơn khi em ấy di chuyển vào ban ngày. Cái cụm đèn hậu của NVX 2021 được Yamaha tích hợp thêm các bóng LED nhỏ nhỏ giống như cái đèn lái phía trước. Tuy nhiên cái kiểu dáng đèn hậu này không được nhiều anh em đánh giá cao do kích thước là không được to bản. Nhìn từ phía xa cũng rất có thể nhận biết được người lái có bóp thắng hay không. Tổng thể cái chiếc là NVX 2021 tại Malaysia hoàn toàn không có gì khác biệt so với cái mẫu xe này đang bán chính hãng ở Việt Nam. Nhưng về phía phụ sau thì lại được bổ sung thêm một cái cặp mắt màu hoàng quan để phù hợp hơn với cái luật pháp giao thông ở Malaysia. Trang bị của cái chiếc NVX 2021 tại Malaysia có khác gì nếu so với các bản Việt Nam? Cái dòng là NVX 2021 ở dùng cho mình cái chiếc màn hình LCD để thông báo tất cả các thông tin và dữ liệu của nó kết nối với Ethernet, tương tự với cái chiếc là NVX đang bán ở Việt Nam. Cái công nghệ là Ethernet cho phép cái chiếc đồng hồ này nhắc nhở cái cuộc gọi đến hoặc là tin nhắn. Cái mẫu đồng hồ này hiển thị rất nhiều các thông tin thú vị về chiếc xe lên luôn cái bảng điện thoại. Cái NVX 2021 được ra mắt ở Malaysia với hai cái phiên bản riêng biệt là NVX 2021 ABS và cái bản không có phanh ABS. Trong đó phiên bản phanh ABS sẽ có cái công tắc 3S Start and Stop System nhằm tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu của con xe. Khác biệt lớn nhất của NVX 2021 ở Malaysia đó chính là một cái nút nhấn để ưu tiên. Trong khi Việt Nam thì không có cái nút nhấn này, đây là nút nhấn tắt mở đèn. Trong cái phiên bản không có phanh ABS thì nó vẫn có một cái cổng sạc tẩu thuốc nhưng sẽ không có sự hiện diện của ổ khóa smart key. Trong khi cái phiên bản ABS thì có trang bị ổ khóa smart key nhằm tối ưu khả năng chống trộm. NVX 2021 mang cho mình một bình xăng với dung tích là 5.5 lít. Theo Yamaha Hong Leon đã công bố thì trong điều kiện lý tưởng nó sẽ cung cấp nhiên liệu để đủ vận hành một quãng đường là 200 km, một con số vô cùng ấn tượng về cái mẫu xe Tega 155cc. Còn cái bề dàn chân của chiếc NVX 2021, cả hai phiên bản đều trang bị cho mình thắng đĩa phía trước, thắng đùm phía sau. Nếu xét về cái độ an toàn thì thật sự mình cũng nghiêng về cái phanh ABS nhiều hơn. Với sự cấp bậc của nó sẽ tăng cái cảm giác tự tin xử lý những tình huống đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành. Và chỉ có cái phiên bản là NVX, cái bản ABS đã được trang bị cái bình dầu khí nén ở phụ sau. Và trang bị này hoàn toàn không có mặt trên phiên bản không có phanh ABS. Không chỉ góp phần tạo cái diện mạo hầm hố hơn cho xe, bình dầu khí nén khiến hiện hăng nhúng cho nên khi máy rất nhiều. Cái chiếc NVX 2021 sẽ có công suất độ bốc ra sao? Cái mẫu xe này cho ra một cái mẫu xe này có khối động cơ với dung tích là 155cc đi cùng với công nghệ lực V3, đem tính một cái công suất đa là 15.4 HP, ấn ngưỡng môn tô máy là 8.000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại là 13.9 Nm, tay ngưỡng môn tô máy là 6.500 phút. Về mặt giá bán của NVX 2021 ở Malaysia thật sự rất là chua. Cái mẫu xe này đang được phía Yamaha Malaysia phân phối chính hãng với hai cái phiên bản là có phanh ABS và cái bản không có phanh ABS. NVX 2021 phiên bản phanh ABS thì có mức giá bán đề xuất là 10.998 AM, tương đương gần là 61,5 triệu Việt Nam đồng. Còn cái bản không có ABS thì rẻ hơn, với mức giá đề xuất là 8.998 AM, tương đương là 50,5 triệu Việt Nam đồng. Trong khi đó cái chiếc NVX 2021 bản Việt Nam có mức giá bán dao động là từ 53 đến 54 triệu đồng, mức giá hợp lý hơn so với ở nước bạn.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Hẹn gặp lại, nhớ like, subscribe.